Các bạn thân mến, hôm nay là 18 tháng 9. Thì nó liên quan đến ảnh hưởng cơn bão thì nó mưa từ sáng giờ. Như giờ bắt đầu nó tạnh rồi thì tôi cũng quay ngoài đây mấy cây. Thì hôm nay là có một cái chậu của các cái cùng nguyên bản của đắc côi. Thế tôi trồng từ đợt trước. Tưởng trồng chẳng phải trồng mà tôi đặt lên đấy. Cách đây cũng lâu lâu rồi. Nó cũng đã lên tốt này, thì tôi chia sẻ một cái cây gốc đây thôi. Và hai cái chậu thuần của Chimurai. Và mấy con kiến chim ray thì ba cái kia nó to này này, 350.000. Ba cái kiến nù lá nhựa này thì cũng 350.000 đấy. Thì hôm nay cũng có ít này để làm video thôi, thì các bạn nào sưu tầm thì nhắn tin số điện thoại 0965 895 207 đấy. Trời đất nước nó vẫn ướt này. Thì các bạn ạ, cái chậu thứ nhất này thì tôi chỉ chia sẻ cái cây đây thôi này. Cái này nó được gần một gang này, thân nổ chấm tím rất đẹp này, nó trên cái cục này. Như tôi bạn nào sưu tầm thì nhấc cái cục này, một cục thôi, còn hai cái này là không sưu tầm. Hai cái này tôi vẫn để, nhưng một cái đây thì nó gãy ngọn. Như nếu bạn nào mà lấy cả cái chậu này thì phải 350.000, còn riêng một cây này là 150.000. Thì nó cục nguyên bản nó đây này đấy, các bạn, thân già nó rất nhiều này. Cây của nó lá nhựa rất dày, thấy chưa? Các bạn thấy cây rất là đẹp. Còn đây là cái thân gì nhỏ ở dưới đây. Còn đây hai kiến, mấy con kiến hoặc mấy cái kỳ này, nhưng mà hai cái này tôi vẫn để nguyên. Đấy thì một cái bên này thôi. Một cái cây này là 150.000, là rất hữu nghị các bạn. Thì nói thế thôi mà cục nguyên bản, kiến nguyên bản. Từ đợt trước là nó bé này, bây giờ mình có một cái mầm này nó lên được này. Đấy còn thân gốc của nó đây đây, bám một cái cục cây này. Đấy một cái khúc bên này là 150.000. Còn nếu hai cái này tôi để lại này, nhưng nếu các bạn nào lấy tất cả cái này thì phải 350.000, nhưng mà nhấc lên thôi chứ không gửi cả chậu. Những cái cục còn nhấc lên thôi. Đây con kiến này cũng rất tím, lá tím rất đẹp này. Cái này nó chỉ khoảng 8 cm và cái này thì nó đứt ngọn, nhưng mà cái thân già của nó rất nhiều này, ngọn nó bị gãy này. Đấy cái này thì buộc của thông, còn cái đây là nguyên bản này, nhưng mà nó nứt nứt buộc của đây đấy, nó còn có cái kỳ đây. Nhưng mà hai cái này để lại đấy, một cái này là 150.000 hình một. Sang hình hai thì của cái hình một này là của vùng đắc côi các bạn, vùng đắc côi con tum. Tôi sưu tầm cái này tôi trồng vào cái chậu từ lâu lâu rồi. Còn đây là một cái chậu đấy, tôi trồng con kiến lên này. Cái này thì cái nấc này không biết là có hoa chưa, đây nó gãy gãy, nó có cái gì đây chả biết phải hoa hay không hay là cái gì đấy. Thì cái này thân nó rất đẹp, nó được khoảng một gang thì cũng hữu nghị 150.000. Thì kênh của tôi đang chắc là đã được 500 à 5.000 subscribe. Thôi thì những chậu này mình cứ đưa lên thôi. 150.000 chậu 2 này. Sang cái chậu 3 thì nó dài hơn. Chậu 3 lá rất đẹp này các bạn này. Cái này nó được đấy hơn một gang này. Nó khoảng hai mấy cm. Rễ thì lan ra đây đấy. Cái này thì lá thân như thế này. Đấy, các bạn thấy chưa? Hôm nay tôi quay ngoài trời để cho nó mưa cho nó ngớt này. Cây này lá tre nhưng mà lá rất dày, ngọn vẫn lên này. Đấy hình ba này 150.000. Đấy cây nó như thế này. Bạn nào ưng thì sưu tầm 150.000. Những cái chậu này thì trồng nó cũng nhẹ thôi, thì bạn nào sưu tầm thì gửi cả chậu đi. Đấy hình ba. Sang hình 4, hình 5 thì nó có mấy kiến thì tôi sẽ lấy hai loại thôi, nhưng mà cũng cứ 350.000 là một cái món, là ba cái. Những cái này thì rừng về thì nó rụng hết lá rồi. Cái này nó được gần một gang này, nó khoảng 15 cm đấy. Đây còn ba cái này, hình 4 là 350.000. Đấy. Thân mù là vú mù. Cái này về trồng cái là kích mầm gốc nên là sang năm là được đấy. Một cái này, hai cái này, nó đưa từ rừng về thì cái mùa này bắt đầu nó thắt ngọn đấy. Đấy cái này nó còn gãy cái này,
đấy các bạn, cái thứ hai này nó được mà, cái thứ ba này, cái thứ ba này thì lá nó còn nhiều hơn này, cái thứ ba lá sau nó hơi phớt tím này, đấy nó mấy thân thân già này đấy các bạn. Thì ba cái này hình 4 là 350.000, sang hình 5 này cũng 350.000. Những cái này nhưng mà kiến kiến thân thân hồ lá nhựa này nó được khoảng 6 cm này, các bạn thấy chưa, kiến rất đẹp. Dạo này tôi cũng trồng một số kiến đấy, cái này này rất là đẹp này, thì chọn mấy cái đẹp đẹp chia sẻ đây đấy, còn những cái xấu thì trồng. Thì 350.000 thì năm đấy, hôm nay thì tôi chỉ đưa 5 cái là 350.000, còn bây giờ thì vẫn đang chuẩn bị trồng một số đây, chậu trước đây này, trồng một loại chậu này đấy. Video này thì các bạn nào cảm thấy có ý nghĩa thì các bạn cũng ủng hộ kênh Hồng Việt TV1, rất cảm ơn các bạn. Thì tôi cũng đã xấp xỉ được 5.000 subscribe. Các bạn thấy cây tumarong của tôi này nó ở ngoài mưa, mưa nước mưa đầy, nhưng khi mình bỏ hẳn ngoài mưa nắng này nó lại không được gì đấy các bạn. Đây là cái kia của nó, tôi cho cục sơ dừa tôi để dưới đây đấy, bên kia nó một cái kia nữa, cứ để ngoài trời mưa thế này thì nó mưa nó không việc gì các bạn, thấy chưa, ngọn đi ở mầm xin chắc. Cái này trồng ấy này là lá nó rất to, như đây là tôi trồng, tức là trồng năm, gọi là năm 2, tức là mới trồng, mình tách cái gốc của dưới thằng cháu mình trồng đây là năm thứ hai rồi đó đấy, rễ đang ra mầm các bạn, để ngoài ấy này thấy chưa. Còn đây các cái kỳ của nó đây là tôi để đây để cho thành bụi to thôi, thì mình trồng mình cứ chơi. Còn cây tái phẩm này thì nó đâu, thỉnh thoảng tôi cứ quay những cây tôi trồng, những cái kỳ của một cái thân khác nó mọc đầy quấn vào đây. Còn cây này đấy các bạn này, sên nó ăn ăn tàng với lá này, hôm trước bắt được mấy con sên ăn lá cắt mất rồi. Cây này thân nó xanh hết rồi các bạn này, xanh đét con bọ chét này, chả biết có phớt phớt không, thì để đây nó nắng mưa kệ nó, không biết là hoa như thế nào. Cây này tôi gọi cây tái phẩm, nó từ nguyên cục đây, hôm nào tôi định đóng cái gõ như này nữa, đóng thành cái chậu đây, nó dài phết rồi, 1 này, 2 này, 3, 4, 4 gang. Để video này tôi làm đây là kết thúc, xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.